Hắn từ James Anderson chặn người đàn ông đang rời khỏi cửa hàng quần áo. Trợ lý bán hàng nói rằng anh đã ăn cắp đôi găng tay đắt tiền. Đây là găng tay của tôi đã đeo nó nhiều năm rồi. Nhưng thám tử biết ngay anh ta đang nói dối. Thám tử biết điều này bằng cách nào vậy? Anh ta không thể đeo đôi găng tay này vì cả hai chiếc đều cùng một bàn tay. Một cuộc điện thoại đánh thức thám tử James vào sáng sớm. Nhà tôi bị trộm, ông Harrison hét lên. Khi James đến nhà người đàn ông này, anh đã nghe kể lại như sau. Khi tôi đang đi công tác, hàng xóm của tôi là Adam trông nhà cho tôi. Khi đó Adam quyết định cắt ngang. Hôm qua tôi nghe thấy tiếng ồn từ nhà Harrison. Tôi đến gần cửa sổ để kiểm tra xem mọi chuyện có ổn không. Trời rất lạnh và cửa sổ bị mờ. Tôi hà hơi lên kính để nhìn rõ hơn một chút. Tôi thấy mọi thứ bên trong rất lộn xộn. Tôi ngay lập tức gọi điện cho Harrison. Và bây giờ, thám tử Anderson nói, hãy cho chúng tôi biết những thứ anh đã lấy trộm từ nhà hàng xóm đang ở đâu. Làm sao James biết Adam có tội? Cửa sổ bị mờ từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Vợ của một người đàn ông giàu có biến mất khỏi khách sạn nơi cô đang ở. Thám tử Anderson phải thông báo và thẩm vấn chồng cô. Anh tìm thấy người đàn ông này trên hòn đảo riêng của anh ta. Tôi đã ở đây 2 tháng rồi. Tôi yêu cầu gia đình và nhân viên không đến làm phiền. Tôi đang viết sách và trong vài tuần qua tôi đã làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Tôi thậm chí còn không rời khỏi phòng ngủ này. Ngay lập tức Anderson biết người đàn ông này đang nói dối. Bằng cách nào? Trên bàn anh ta chỉ có một cuốn sổ dày và một cây bút. Nếu anh ta viết nhiều như anh ta nói thì mực đã hết từ lâu. Dylan buôn bán những chiếc bình quý hiếm, có hàng chục chiếc bình trên kệ trong cửa hàng của anh. Một hôm, Dylan gọi cảnh sát. Khi họ đến nơi thì thấy đầu của Dylan bị băng bó. Cửa hàng của anh thì rất lộn xộn. Mấy tên này chạy vào cửa hàng của tôi rồi cướp tiền và những chiếc bình đắt nhất. Sau đó bọn họ đánh vào đầu tôi và tôi ngất xỉu. Thám tử Anderson biết ngay Dylan đang nói dối để lấy tiền bảo hiểm. Họ biết điều này nhờ đâu? Hầu hết những chiếc bình đang nằm dưới đất nhưng chúng không hề bị nứt. Nếu bị rơi từ trên kệ xuống khi có vụ cướp thì đáng lẽ chúng phải bị vỡ. Janet gọi cho cảnh sát. Tôi đang băng qua đường thì một chiếc ô tô suýt tông vào tôi. Tôi ngã xuống và bị đập đầu. Khi cảnh sát đến nơi xảy ra tai nạn, Janet chỉ cho họ xem chiếc xe mà như cô nghĩ là suýt đâm vào cô. Người lái xe có mặt ngay lúc đó. Anh ta phủ nhận việc này. Thám tử Anderson yêu cầu Janet bình tĩnh. Đó thực ra không phải là chiếc xe họ cần tìm. Làm sao anh ta biết được? Janet băng qua đường lúc trời mưa. Nhưng khu vực dưới xe của người đàn ông không bị ướt, có nghĩa là nó đã đậu ở đó rất lâu và không thể đụng vào Janet. Hãy nhìn hai blogger này. Như bạn thấy, cả hai đều có vẻ rất nổi tiếng. Họ cũng có lượng like tương tự nhau, nhưng có điều gì đó không đúng lắm với một trong hai người. Chắc hẳn cô ấy đang che giấu điều gì đó. Là gì vậy? Thời điểm này có lẽ cô gái bên phải đang cố gắng tiết kiệm tiền. Logo trên túi sách của cô trông giống logo của Chanel nhưng lại có chữ Gucci bên dưới. Thám tử Anderson đang ngồi trên tàu. Anh có những người bạn đồng hành rất thân thiện. Họ đang cười nói khi tàu đi qua đường hầm. Mọi thứ chìm trong bóng tối trong vài phút. Khi tàu ra khỏi đường hầm, một hành khách tên là Ella đã thốt lên. Chiếc trầm cài áo kim cương của tôi, nó biến mất rồi. Mọi người bắt đầu nói chuyện một cách lo lắng và nhìn nhau. Và khi đó Anderson bình tĩnh nói, tôi biết ai đã lấy chiếc châm, tôi đã thấy nó. Làm sao anh ta thấy nó được? Một hành khách đeo đồng hồ có kim dạ quang và khi anh ta đưa tay để lấy chiếc châm, Anderson đã nhìn thấy. Hôm đó là một ngày nóng như thiêu đốt và Larry chơi cược với bạn bè. Anh nói với họ rằng nước do các công ty khác nhau sản xuất sẽ có vị khác nhau. Khi đó mọi người đang thư giãn trong vườn của một người bạn, uống nước và nước chanh. Cậu hãy bịt mắt tớ lại, tớ sẽ nhấp một ngụm nước trong hai chai này.
chai chúng ta đang có trên bàn và chai cậu sẽ mang ra từ nhà bếp. Tớ nhận ra nó là của một nhà sản xuất khác. Tớ cá là mình có thể phân biệt được. Sau đó Larry đã làm chính xác như vậy. Bạn bè của anh đã chuẩn bị đưa cho Larry số tiền mà anh đã thắng. Nhưng thám tử Anderson, vâng, anh ấy cũng đang ở đó, cắt ngang. Cậu đã gian lận. Anh nói, tại sao anh ta nghĩ vậy? Hôm đó là một ngày cực kỳ nóng, vì vậy nước ở ngoài trời mấy tiếng đồng hồ sẽ ấm hơn nhiều so với nước mang ra từ nhà bếp. Rachel gọi cảnh sát vào sáng sớm. Khi họ đến nơi, cô kể cho họ nghe chi tiết câu chuyện của mình. Tôi làm việc ở một viện bảo tàng. Hôm qua tôi mang về nhà vài cuốn sách cổ, tôi muốn nghiên cứu vài thứ. Nhưng sau đó nhà tôi bị mất điện. Tôi thắp vài ngọn nến và tiếp tục công việc. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Khi tôi ra mở cửa thì ai đó đeo mặt nạ đen đập vào đầu tôi. Khi tôi tỉnh lại thì mấy cuốn sách đã biến mất. Thám tử Anderson đã bắt người phụ nữ vì tội khai báo gian dối. Tại sao vậy? Nếu mất điện thì chuông cửa sẽ không hoạt động được. Thám tử Anderson đang đi dọc bờ sông thì nghe thấy tiếng la hét. Đó là một phụ nữ trẻ. Cô ấy đang bị chìm. James ngay lập tức để giày và ba lô trên mặt đất và nhảy xuống nước. May mắn thay, anh đã có mặt kịp thời. Khi Anderson đang kéo người phụ nữ lên bờ, anh nhìn thấy một người qua đường đang đứng cạnh đồ đạc của anh. Thật không may, tôi không biết bơi, nhưng tôi đã trông nom đồ của anh. Người đàn ông nói, vậy tại sao anh lại lục lọi ba lô của tôi? Vị thám tử nói, làm sao anh biết người đó đã mở ba lô của mình? Khi anh thả ba lô xuống đất, khóa kéo nằm ở bên trái, nhưng bây giờ nó nằm ở bên phải. Thám tử Anderson phát hiện ra một tên buôn lậu sắp rời khỏi đất nước từ sân bay lớn nhất thành phố. Anh đến đó và bắt giữ ba kẻ tình nghi. Thử nhìn họ và cố gắng đoán xem kẻ buôn lậu là ai nhé. Đó là hành khách thứ ba. Vali của anh ta chứa những thứ không liên quan đến nhau. Giày phụ nữ, thảm, quần jean bẩn đã cũ, bộ tóc giả. Thêm vào đó, vali khi đóng lại, trông có vẻ chứa nhiều đồ hơn khi mở ra. Bạn của thám tử Anderson là Jose bị đau đầu gối khi chơi ném đĩa. Bác sĩ bảo Jose ở nhà, nhưng không có nghĩa là anh được phép ra khỏi giường. Anderson cũng ở đó và anh hứa với bác sĩ sẽ chăm sóc bạn mình. Nhưng vào một thời điểm, Anderson phải ra ngoài vài tiếng đồng hồ. Anh nhờ chị gái Sarah chăm sóc cho Jose. Khi Anderson quay lại, Sarah nói với anh rằng Jose đã làm theo hướng dẫn và ngủ cả ngày. Nhưng khi Anderson bước vào phòng của bạn mình, anh ngay lập tức nhận ra Jose đã đứng dậy. Làm sao anh biết được? Jose chuyển đèn đầu giường từ bàn làm việc sang tủ đầu giường và cắm điện. Em gái của thám tử Anderson là Sarah đã kết hôn với Michael, một tay đua xe đạp chuyên nghiệp. Một buổi sáng, Anderson đến thăm họ và nhận thấy mọi người đang vô cùng căng thẳng. Hóa ra Michael sắp tham gia một giải đua xe đạp cạnh tranh gay gắt. Anh hứa sẽ mang về cho em bó hoa dành cho người chiến thắng, Michael nói với Sarah. 4 tiếng sau, quả nhiên Michael đã về nhà với bó hoa rất đẹp. Nhưng James nhận ra ngay Michael không vô địch giải đấu. Bằng cách nào vậy? Những bông hoa đó thực ra được hái từ vườn của Sarah. Thám tử Anderson đang lái xe trên một con đường núi nguy hiểm. Đột nhiên, anh phanh lại. Anh nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bên vệ đường và khóc. Hóa ra người đó đã không kiểm soát được xe của mình. Nó rơi ra khỏi con đường và anh ta bị văng ra khỏi cửa sổ. Hiện giờ, chiếc xe đắt tiền của anh ta không thể sửa được nữa. Anh có thể làm chứng cho tôi khi tôi chuẩn bị các tài liệu cho công ty bảo hiểm được không? Anderson đồng ý, nhưng yêu cầu người đàn ông cho anh xem bên trong xe. Người đàn ông lấy chìa khóa trong túi ra và mở khóa chiếc xe bị hỏng. Tôi sẽ không tham gia vào vụ gian lận này, thám tử Anderson nói. Tại sao anh biết người đàn ông đó đang nói dối? Nếu anh ta bị văng khỏi xe, thì chìa khóa vẫn phải còn trong ổ cắm.
Bạn của thám tử Anderson là Hannah đã gọi cho anh và nói anh đến nhà cô. Cô nói sự việc liên quan đến chồng cô là Martin. Martin nói với tôi anh ấy phải đi công tác ở vùng núi. Anh ấy không muốn đến đó lắm vì rất ghét thời tiết lạnh, nhưng anh ấy vẫn phải đi. Vì vậy, anh ấy đã xếp rất nhiều quần áo ấm và đi rồi. Khi Martin đến nơi, anh ấy đã gửi cho tôi một bức ảnh chụp từ phòng khách sạn của anh ấy. Tôi cảm thấy bức ảnh này có gì đó không đúng, nhưng chính xác là gì? Anderson chỉ cần liếc qua bức ảnh là có thể nhận ra Martin đã nói dối vợ. Sao anh biết được? Ngoài cửa sổ có nhiều cây cọ, nhưng loại cây này không mọc ở vùng có khí hậu lạnh.